Vâng, lời đầu tiên cho Phạm Thức Audio kính chào quý vị các bạn. Và hôm nay ngày mùng 4 tháng 7 thì đây trước mắt quý vị các bạn anh em lại là loa bầu. Loa bầu thì bên em nó không bao giờ và chưa bao giờ biết hết hàng. Đấy, từ to đến nhỏ luôn. Và ngày hôm nay có một cặp loa rất đáng để cho anh em sưu tầm, đó chính là cặp 301 monitor CD2 nguyên thùng xốp. Trước khi quay về cặp loa này thì cho em xin phép được báo giá một số cặp loa đằng sau và quay tỉ mỉ cặp loa nguyên thùng xốp này, mời anh em cùng xem. Đây là cặp 301 CD2 phiên bản thùng vàng. Phiên bản thùng vàng. Hàng trùng series nha anh em nhé. Tem hồng 88609. Tụi này để ngược của em bây giờ. Cặp này gân zin nhá. Lắp đây. Lắp lại đi. Chép đây. Đặc điểm của đời monitor nó chính là cái nhựa được bọc vào là tép như này. Đấy, đây đang để ngược hết toàn bộ. Góc cạnh thùng này. Đang đặt ngược tất cả thì có nghĩa đây là mặt đít. Mặt đáy của cặp loa, mà mặt đáy của cặp loa thì các bác nhìn này, còn rất đẹp luôn. Đấy. Giá của cặp loa 301 CD3 đời monitor này bên em bán là 8,5 triệu. Đặt ngửa cái cặp loa này ra đây đi. Xong tháo loa bát ra. Tháo loa bát ra, đặt ngửa cả hai ra. Loa boss mình muốn nhìn nó có trùng CD nhau hay không ấy. Chúng ta nhìn vào màu sắc của thùng giống nhau này, màu sắc của loa bass giống nhau này, màu sắc của loa tép giống nhau này. Và cuối cùng là chúng ta mở loa ra thì năm sản xuất trong loa sẽ giống nhau. Đây nha. Ngày mùng 4 tháng 2 năm 86. Ngày mùng 6 tháng 2 năm 86. Đấy. Cùng số 4 này, chỉ số 4 này. Xương màu giống nhau này. Và phần tần cũng sẽ giống nhau. Đây, có cả số CD của thùng đây. 14511. Đấy. Đấy anh em nhá. Bắt lại đi. Giá là 8,5 triệu cặp loa này. Quay sang đây thì đây là cặp loa 301 CD4 màu đen, rất đẹp luôn. Hàng cũng trùng CD nhau luôn. Riêng 301 CD4 và 301 CD5 thì chúng ta chỉ cần quan tâm đến này đã biết này. Cả cái dãy số CD của nó sẽ trùng nhau và chỉ khác nhau chữ B và chữ C đuôi cuối thôi. 0377B, 0377A. Còn cái dãy số series của trên thùng thì là 970127. 910127. Ngoài ra nó còn một cái số series nữa. Đó là cái dãy số viết bằng tay như này. Đây là dãy số của cái người kiểm định. Có nghĩa là sau khi cặp loa này hoàn thiện xong thì cái người mà đứng chịu trách nhiệm kiểm định sẽ viết một cái dãy số này. ZKS3859. Đấy. Đây, 59. 3859. Đấy các bạn thấy chưa? Nó có thêm một cái dãy số ấy nữa. Thôi để đấy đã. Bê cặp loa này đặt ngửa ra. Bê cặp loa này đặt ngửa ra lại tháo bát tiếp. Đây. Chúng ta lật ra có phải hai cái loa bát giống hệt màu nhau không? Ngoài ra thì căng, có nhám nhá anh em nhá. Nhà em bán hàng chuyên nói với chuyện về hàng xịn, không có nói chuyện hàng dở. Nên là cái việc nhiều bác bảo loa này có phải loa xịn hay không thì em chỉ dám nói mỗi câu là loa xịn các bác ạ. Và cam kết với anh em rằng một điều, nếu loa không phải loa xịn thì biếu luôn anh em cặp loa, mang về chơi không cần phải trả tiền nhá. Còn hàng bán em bên ra, hàng bên em bán ra là luôn luôn có tem. Còn với một người thợ thì người ta chỉ cần nhìn tổng thể bên ngoài và đặt cái mũi của mình vào cái lỗ thông hơi, gõ cái màng bát và chúng ta ngửi là chúng ta biết mùi của người Mỹ nó là như nào rồi. Mùi của đồ Mỹ nó thế nào, nó thơm phức luôn. Còn đây, cặp 301 CD4 phiên bản màu đen
bát vàng óng ánh luôn, không chê được một điểm gì, như kiểu vàng 99 con số 9 chứ không phải là 4 con số 9 nữa. Vàng kinh khủng khiếp luôn này. Năm sản xuất của cái con này là ngày 27 tháng 10 năm 97. Đây. 27 tháng 10 năm 97 các bác nhìn thấy chưa? Giống hệt nhau chưa? Tụ phân tần giống hệt nhau chưa? Giấy ghim vẫn còn nguyên chưa? Đấy, còn bót 301CD4 thì phân tần của nó đây. Nó nằm ở cái phần loa tép này này. Đấy, nó có một cái, nó chả có gì đâu, nó mỗi một cái tụ với một cái bóng đèn thôi. Và có thêm một cái tụ chung nó dập ở trên này thôi. Đời mấy ông bót ông làm rất đơn giản, nhưng mà cái giá trị đồng tiền của nó và cái giá trị tiền của nó đi mãi mãi theo thời gian, và cái chất âm của nó thì nó là đẳng cấp rồi, không có gì phải chê trách với những cặp loa bầu này. Đấy, cặp loa này thì bên em bán 7,5 triệu. Còn đằng sau này thì báo giá sơ qua để chúng ta đi vào cặp bót 301CD2 cho nó chuẩn chỉ hơn. 401 thì ở đây nhà em có 1, 2, 3, 3 cặp màu đen. 3 cặp màu đen có giá là 8,5 triệu. 1 cặp màu vàng có giá là 9,2 triệu. 1 cặp 601CD4, 601CD4 nhà em còn 3-4 cặp nữa, có giá là 12,5 triệu. Rồi còn quay lại đây, thì đây là cặp 301CD2 theo đúng như tiêu đề muốn giới thiệu đến anh em. Thùng xốp của nó đây, và đây là sách vở của nó, còn nguyên EC Fork luôn nhá. Còn có các ngày tháng bán này, số CD này, 143148077. Đấy là cái số gì đây? Cái số đấy chúng ta cùng nghiên cứu xem nó nằm ở đâu. Đây, còn đây là số CD của loa này. Cái số này nó sẽ trùng với số CD loa ở trong thùng này. Bây giờ chúng ta cùng mở ra nhá. Đây, loa mở ra còn nguyên cả túi bóng. Đấy, bê cả hai quản ra đây. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Túi bóng. Rồi, bóc ra đi. Bóc ra đây trước đi. Hai đồng chí bóc ra. Đây, nhìn như bên. Rồi, đặt lên nhau và quay đít lại. Đặt lên nhau và quay đít lại. Thế nhá, đưa cái kia đây. Đấy. Cái số CD này nó sẽ trùng vào bên trong của cái thùng loa này. Còn cái dãy số này là dãy số. Thôi cứ để đây. Đây nhá. Đây này, trước tiên nó là black, có nghĩa là màu đen này. Chúng ta cùng tham khảo một tí. Đây, trong thùng này nó còn có cả giấy như này này. Đấy, kìa góc. Chứ cái đời này nó không dùng xốp các bác nhá. Đấy. Đây. Các bác nhìn kỹ chưa? Thùng hắn còn thơm phức luôn. Rồi. Bây giờ này, đặt ngửa cái loa này xuống đây. Đặt ngửa cái loa này ra. À, từ từ để quay độ đẹp đã. Đây, độ đẹp cho anh em xem. Đã là nguyên thùng xốp thì anh em mình không cần quan tâm đến độ đẹp rồi. Nó nét. Nó nét dã man luôn này. Nó nét đứt tay luôn. Sờ vào không cẩn thận là phải dùng ergo ngay. Dòng bót 301CD2 này thì nó cũng sản xuất khá lâu rồi, chắc năm đầu năm 8 mấy vậy đó. Thì cái việc mà gân nó rách nó là chuyện đương nhiên. Đây, em sẽ thay gân cho anh em. Còn nếu anh em nào mua cặp loa này mà không cần thay gân thì cũng được thôi. Nhưng mà đây, gân nó mủn đúng nha. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, gân nó mủn. Đấy nhá, trên tem của con này nó còn có nguyên rõ cả cái chữ monitor này. Đấy, chữ nét căng, tép này. Và có bọc nhựa này. Đấy, chép màu xanh bộ đội này. Các bạn nhìn thấy chưa? Màu xanh bộ đội. Rồi đặt ngửa ra đi, đặt ngửa hai loa ra đi. Căng đây, có nhám đây. Đặt ngửa hai cái bằng nhau giống như cái loa kia đã rồi hãng tháo. Đấy, bằng nhau như thế, đặt ngửa như thế. Rồi, bắt đầu tháo loa bát ra. Đấy, tháo ra đi. Đây, bây giờ chúng ta cùng quay lại cái thùng để tí nữa chúng ta cùng xem số CD nhé. Số CD nó sẽ trùng đây. Đây, loa bát chưa tháo bao giờ nhá, chưa tháo ốc là nào này. Các bác nhìn này. Đấy, chưa tháo bao giờ luôn này. Hôm nay bắt đầu mới được mở ra này. Đấy, ui giời, cái tem của nó đã rơi ra đây rồi này. Con này được sản xuất vào ngày mùng 3 tháng 2 năm 86.
Nhân viên xoáy cái dây này ra đi. Xoáy cái dây này ra đi cho nó dễ, không phải chạm vào. Đấy, rồi. Úp, úp quay ngược lại đây. Đấy, an toàn nhất là quay ngược đây. Rồi, rồi. Đứng sang bên này đi. Đây nhá. Cái tem này theo thời gian thì nó là băng dán, nó bị bung ra khỏi thùng. Thì số seri của nó đây. 132643. 132643. Trùng đét chưa? Đấy, cái bác hay soi đề nó ở chỗ đấy đấy. Còn đây, còn cái quả thứ hai xem nào, nó để ở đâu. Đây, nó dán ở bên sườn này. Đọc cái số kia đi. Bao nhiêu số cuối? Là 2641. 2641. Đấy, chuẩn chưa các bác? Chuẩn đét chưa? Pass 2. 2641. Đấy. Đấy là chứng tỏ là nó trùng seri nhau. Và trùng số thùng, vỏ thùng và ruột thùng trùng nhau. Chứ không như hôm nọ có một anh, anh ấy bảo em là cái vỏ thùng thì chỉ có mấy trăm nghìn là xong. Ui, nói thế thì nói làm gì. Cái thùng xịn theo thời gian nó phải như thế này các bác nhá. Bóp là nó vỡ. Đây này, bóp này. Nếu chúng ta bóp mạnh là nó vỡ. Vỡ ngay, nó rất giòn bởi vì theo năm tháng nó mất chất rồi. Mất chất của cái thùng, chứ nó không như cái thùng mới để bây giờ đâu. Còn cái việc làm ăn thì mỗi người một kiểu thôi. Nhưng mà không phải vì lý do để bán được cặp loa đắt hơn một chút mà chúng ta đi làm một cái thùng để chúng ta đút vào, như thế là không được. Rồi, cặp loa này thì bao zin toàn bộ cho anh em. Và giá của cặp loa này thì cho em xin phép được mệnh danh cho nó lên một tầm cao mới. Bình thường cặp loa này em chỉ bán khoảng chừng đâu đó khoảng chừng tầm 7 triệu thôi. Nhưng ngày hôm nay vì nó có nguyên thùng xốp, em mua với cái giá cao hơn. Mua giá cao hơn cặp loa này. Thì cặp loa này ngày hôm nay em xin bán với giá là 8 triệu 3 để nguyên như này. Còn nếu 8 triệu rưỡi là làm gân cho anh em. À, làm cho anh em gân như này. Gân anh em xịn luôn. Còn nếu anh em muốn để nguyên như này và anh em tự làm thì giá là 8 triệu 3. Anh em nào chung kết thì liên hệ qua số điện thoại 0972192087. Cảm ơn anh em, quý vị, các bạn đã xem và ủng hộ kênh của Phạm Thức Auto. Chân thành cảm ơn anh em một lần nữa.